Xin kính chào tất cả các bạn đã đến với kênh youtube của bản lái IT thì các bạn đã biết thì gần đây đang rầm rộ cây sim của nhà mạng Wintel này Với cái gói là Win55 Tức là với 55.000 một tháng các bạn sẽ được sử dụng data không giới hạn Trong clip này, trong clip trước Ở trên kênh thì mình đã review về chiếc sim này Giới thiệu nguyên lý tại sao mà Wintel họ có thể biết được Đâu là cái việc mà mình à, sử dụng trên giới tiếp trên máy Và đâu là cái việc mà chúng ta phát wifi Mà sao Wintel nó có thể biết được Và à, hỗ các bạn cách để phát wifi bypass wifi không giới hạn trên Windows thì trên video này thì mình sẽ so sánh tốc độ rửa sim Intel này với sim Vinaphone chính thức để xem là thằng nào khóa thằng nào bởi vì có một số cái um, trang ở trên mạng họ có nói là cái vấn đề là cái con sim uh, Intel này thì uh, nó thuê hạ tầng nên nó khỏe hơn cái ông Vina chính chủ kia ông Vina chính chủ kia yếu hơn là hôm nay mình sẽ sẽ biết đã thử gói ừ, đối với sim kinh ấy thì mình đang sử dụng ở đây là gói win 55 55 đồng một tháng không có dạng tốc độ cao và đây là mình sử dụng gói cước bích 50 y của nhà mạng Vinaphone à, thế thì ta sẽ kiểm tra nhé ta sẽ kiểm tra một chút ừ, vào vào đây ta sẽ sẵn tới tin nhắn là 888 kiểm tra bên vinaphone nhé các bạn nhé 888 và gọi chữ data xem liệu là ta có đúng là còn tốc độ cao các bạn nhé tương tự như vậy thì ở bên wintel mình xin phép là che đi số điện phải các bạn nhé tám 888 không thể gửi tin nhắn bằng wintel à đi xin lỗi bên 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 máy bên này là đang lắp sim wintel và máy bên này thì đang lắp sim vinaphone các bạn nhé đối với sim wintel thì ở đây mình có đã không rất data vào cái hot ở đây là không à, nó có 3 gb đã phát hot fort thì mình mua thêm một ghi thành 4 g và bây giờ thì mình sẽ kiểm tra cái uh, cái data của thằng sim vinaphone bên iphone mình lắp sim vinaphone nhé còn bên đây là mình lắp sim vinaphone là còn ba nghìn về tốc độ cao các bạn nhé gói này ấy, gói bích này ấy, thì có giá là 650 bích này thì mình đăng ký là là 300.000 đồng 6 tháng tặng 1 tháng là 7 tháng thì được dùng 5 ghi một ngày và không giới hạn truy cập uh, Zalo, YouTube và TikTok. Thì cái dở của cái thằng này này là các bạn cần phải còn 5 ghi một ngày thì các bạn mới được truy cập miễn phí không dạng data vào YouTube, TikTok. Chờ các bạn dùng hết 5 ghi thì nó đóng cái nối của các bạn luôn bạn không thể truy cập được một trang gì cả. Đây cũng là một cơ chế của Vinaphone để họ làm để tránh cái tình trạng mà các bạn hack mang không nhà mạng. Dạ. ta sẽ test nhé các bạn nhé. ta vào ứng dụng test trên cả hai máy và chúng ta sẽ chọn cùng một server để kiểm tra về độ trễ. đây ta chọn server là FPT tương tự như vậy ta chọn sẽ là FPT Telecom FPT đây nhé. bên iPhone là dùng sim Vinaphone, bên pixel là đang dùng sim VinTel các bạn nhé. Rồi, ok 1, 2, 3 5, 1 4, Xem xem xe nhau các bạn ạ Đây, các bạn để ý này Tốc độ gần như là như nhau Một bên là 15 Một bên là 16 Tốc độ gần như là như nhau các bạn ạ Đây Bên, bên Khi mà Vinaphone nó tăng lên thì Cái thằng bên này nó cũng sẽ xuống Không xuống à đó nó đang xuống đi một chút Bởi vì nó là cân bằng tải mà các bạn Ok khi thằng này dừng phát thì thằng này tăng lên Đấy, Ta có thể thấy là kết quả Của Vinaphone và Wintel Là bằng nhau Chúng ta thấy là ở đây nó có chênh lệch 1-2 thì nó là không đáng kể Bởi vì một phần là do cái uh, Sóng của các bạn nữa Ví dụ như là con Pixel này này Thì nó hỗ trợ LTE cắt 6 con này cũng là LTE, LTE cắt 6 Hoặc là về ten nó có thể là nó chậm hơn một chút Bây giờ ta sẽ test trái server các bạn nha Ta sẽ cho là Select auto luôn Ta sẽ test 3 lần các bạn nha, một lần là à, Cùng một server trong nước Lần thứ hai là Server tự động Và Lần thứ ba là ta sẽ test là à, Server quốc tế là Singtel Lần này khác Sever thì có vẻ như ông Vinaphone nhìn hơn một chút. Nhìn ở đây thì có rất nhiều yếu tố. Ví dụ như là cái chạm BTS nó cân bằng tải như thế nào. Thì có thể là nó cân bằng cho thằng Vinaphone này nó nhanh hơn một chút. Hoặc là có thể nó cân bằng cho thằng Vintel nó nhanh hơn một chút. Tốc độ download thì gần như là như nhau. Hoặc là có thể là do đường truyền của đến VNPT Net của thằng trong nhà mạng VNPT của thằng này nó khỏe hơn nó yếu hơn. Rồi, bây giờ ta sẽ test uh, ra thuốc tế sinh tèo các bạn nhé. Đây là sinh tèo, sinh tèo, sinh tèo, tương tự như vậy. Bên này cũng là sinh tèo, nó nó hơi lag một chút các bạn ạ. Sinh tèo. OK. Ừ Rồi, test thôi các bạn ơi. Tốc độ quốc tế 127 bình là như nhau. Tốc độ upload Rồi Bây giờ thì mình sẽ nói qua về cái việc phát wifi cho mac OS và set à, Cái việc mà chỉ số này có thể là u loa thằng này không chỉnh hơn một chút không quan trọng nhé Vì thằng này nó hoàn thành bài u loa trước Khi nó hoàn thành bài u trước thì băng thông nó sẽ được chuyển cho thằng này Nên thằng này nó có nhiều băng thông hơn Nên cái độ, độ u của nó sẽ cao hơn Đây các bạn có thể thấy là à, sim Intel này thì um, tốc độ cũng giống như phim sim Vinaphone thôi Và cũng không có sự khác biệt quá nhiều Thì cái thằng sim Intel này á nó còn được Vinaphone người ta phân cấp cơ tức là những cái ông sim Vinaphone chính chủ này là các bạn sẽ được sử dụng IPv6 đây không biết là cái cái, cái máy này của mình không hiểu sao ở đang dùng IPv4 chờ một chút mình sẽ tắt máy bay đi bật lại và test cho các bạn thấy nó đang sử dụng là IPv6 các bạn ạ Vinaphone thì nó sẽ được sử dụng IPv6 còn thằng Vintel uh, này thì không không hề có IPv6 ở đây không có gì nữa rồi chờ một chút máy nó sẽ nó sống lại đây đây cũng sẽ là đi vì bốn rồi các bạn ta sẽ test cái nhá test lần nữa nhá đấy rất là khỏe các bạn ạ Vinaphone đang lên tận sáu rồi khi mà Winteo này lên thì vinaphone thằng Vinaphone này nó sẽ xuống dần có vẻ như là test qua server của VNPT.net thì nó sẽ có tốc độ cao hơn một chút so với đã test các cái server khác. Đấy, thằng này hoàn thành báo cáo phát thì thằng này tăng lên Do cái cấu hình về cân bằng tải. Ok các bạn. Rồi, ta xem xem qua BB6 các bạn nhá. Không có BB6. Có thể như là cái máy của mình nó không hỗ trợ ipv 6 thì sao các bạn ạ. Nhưng vì nào phone nó có ipv 6 các bạn nhá. Còn Wintel thì không có đây mình sẽ, mình sẽ tắt đi bật lại cho nó lên đây vì mình sau như là con iPhone của mình đời A13 là nó không có hỗ trợ nhưng con iPhone A15 của mình thì lắp cái sim Vita này để có IPv6 bạn nhé còn thằng này không có thằng Intel thì không có 6 rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần thứ hai đó chính là cái việc chúng ta bypass uh, phát wifi không giới hạn cho mao s rồi trước hết chúng ta sẽ thử nghiệm nhá bây giờ là máy của mình mình chưa bypass một cái gì cả đấy bây giờ mình ừ. sẽ vào phần cài đặt mình sẽ phát wifi cho nó nếu mà xong rồi, thì sẽ kết nối wifi ok rồi tên là pixel một chín hai mật khẩu sáu bảy các bạn nha trên mạng s mình sẽ bắt cái wifi này thấy không ạ wi wifi của mình. mình sẽ kết nối với cái mạng có tên là pixel 1923 đang quay quay cho các bạn đây rồi bởi vì nha, bởi vì các bạn thấy này mình đã sử dụng hết data hotspot rồi đây đang dịch bạn thấy là mình đang sử dụng đã hết cái data hotspot rồi nên khi mình truy cập mình phát wifi cho con pixel ấy thì mình truy cập các cái trang này nó sẽ bị fail không thể truy cập được hay là youtube.com chẳng hạn thì không thể truy cập được. Cách bài ba rất đơn giản các bạn chỉ cần à, lấy hai cái này này. Lấy hai cái câu lệnh này ở trên dưới YouTube phần mô tả mình có để các bạn bấm sao chép. Sau đó các bạn vào phần tìm kiếm, thanh spotlight có nút tìm kiếm này các bạn này. Các bạn vào đây các bạn chọn là terminal. Các bạn bấm enter. Rồi sau các bạn chỉ cần paste hai cái lệnh này vào cái terminal của mình là được rồi. Một chút, máy của mình nó bị lỗi cái con đẹp hay là cái gì ta chỉ cần bấm Dán Enter Nó sẽ hỏi password Bởi vì mình đang yêu cầu quyền rút Nên nó sẽ yêu cầu password Password ở đây chính là cái password mà các bạn mở máy hàng ngày Tức là khi mà các bạn đóng máy lại các bạn mở máy lên Thì nó yêu cầu bạn là dùng quan tài password đấy Đó chính là cái mật khẩu đó Mình sẽ tìm cái mật khẩu này vào Ok, nó báo là cái tên lửa đặt chuyển từ 64 sang 65 và lập tức YouTube của mình đã hoạt động. Các bạn thấy trường hợp mà các bạn đổi tên, tên lời xong mà nó không hoạt động thì các bạn phải truy cập vào một cái website mà các bạn chưa truy cập ở trên máy của các bạn ví dụ như tuổi trẻ này hoặc là bạn là it.com này thì à, kết nối sẽ được tiếp tục trở lại đây các bạn thấy đây sim intel đã phát wifi và kết nối đã tiếp tục trở lại đó bây giờ mình sẽ sẽ phải test qua máy tính và chiếc sim intel của chúng ta đây các bạn rất là ngon các bạn ạ SPM và tốc độ là Ui, quá khỏe các bạn ơi 50 m các bạn ơi rồi nhược điểm của Mac đấy đó chính là các bạn chỉ thể có thể đổi TTL tạm thời được thôi còn không thể đổi vĩnh viễn được khi mà các bạn tắt máy đi và lại thì các bạn cần phải chạy lại hai cái lệnh này nếu bạn không chạy không không chạy lại hai lệnh này thì nó sẽ quay trở lại TTL64 và các bạn sẽ không truy cập được mạng hoặc là bị trừ data hotspot. Chúc các bạn thành công.